sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay với những diễn biến hấp dẫn đến từ chặng 10 của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2018. Đây là một chặng đua có tính chất quyết định tới cuộc cạnh tranh cho các danh hiệu cá nhân và đồng đội. Sau khi chặng đua này khép lại thì chiếc áo chấm đỏ dành cho vua leo đèo cũng đã được xác định. Trong khi đó thì chiếc áo trắng cũng như danh hiệu đồng đội đã tìm thấy chủ nhân mới của mình. Chặng 10 có chiều dài 168 km từ thành phố Quy Nhơn đi Pleiku. Thuận lợi của các cua rơ đó là trời râm mát, nhưng thách thức mà các cua rơ cần vượt qua là hai con đèo An Khê và Mang Giang cùng cung đường dốc và khá xấu. Chặng này có ba tay đua thi đấu ấn tượng nhất. Đầu tiên là Sabra Perez Javier, tay đua của tập đoàn Lộc Trời, đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở đỉnh đèo An Khê và vị trí thứ hai trên đỉnh đèo Mang Giang để chính thức bật chiếc áo chấm đỏ chung cuộc dành cho vua leo núi với 58 điểm. Chặng này cũng tiếp tục chứng kiến phong độ tuyệt vời của áo vàng David Van Aert, trước khoảng cách 2 điểm có thể bị san lấp bất cứ lúc nào giữa anh và vị trí thứ hai Kim Zion trong cuộc cạnh tranh áo xanh. Thế nên David Van Aert đã chủ động kiếm điểm ở các sprint dọc đường. Tay đua của đội Global Cycling đã hai lần về thứ tư và một lần về thứ ba ở 3 điểm sprint chặng này để giành thêm 4 điểm thưởng nữa. Không chỉ có vậy, David Van Aert còn cán đích ở vị trí thứ ba chặng này để củng cố danh hiệu áo xanh và nới rộng khoảng cách với Kim Zion lên thành 22 điểm. Ronald Oranza cũng gây ấn tượng lớn. Tay đua của đội Philippines đã cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 27 phút 39 giây. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 3 của tay đua này tại giải năm nay. Tôi cảm thấy rất vui khi cán đích đầu tiên, bởi chặng này là một chặng đua rất khó với nhiều dốc, nhưng đồng đội tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ. Chúng tôi tấn công liên tục và kết quả là tôi về nhất chặng, còn hai đồng đội tôi chiếm thêm vị trí thứ 6 và thứ 7. Hôm nay là một ngày thi đấu thành công của Philippine Navy Standard Insurance. Chặng này, nhóm về đầu đã bỏ cách nhóm thứ 2 tới gần 6 phút. Như vậy, sau chặng 10, áo trắng đã thuộc về chủ nhân mới. Đó là tay đua Setia Wan, đội PGN Indonesia. Đội tập đoàn Lộc Trời cũng mất luôn vị trí số 1 đồng đội và tay của đội Global Cycling. Đội đua Hà Lan còn xuất sắc bảo vệ được cả danh hiệu áo vàng và áo xanh cho David Van Aert. Ngày mai, các cua rơ sẽ tiếp tục tranh tài chặng 11 từ Pleiku về Buôn Ma Thuột dài 179 km.